Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn và chúng ta đã cùng đến với ngay trận thi đấu giữa Nốt và Hê Tích Thôi. Và quý vị các bạn có biết là hôm nay là ngày gì không? Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2020. Nhưng lùi về 7 năm thi đấu trước, 7 năm trước từ năm 2013 thì đó là ngày mà Manchester United của tôi lên ngôi vô địch mùa giải thứ 20 liên tiếp. Và đó là kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở ngoại hạng Anh. Và bây giờ thì team Heretic sẽ giành chiến thắng 2-0 tòa thôi. Đây gọi là ăn mày quá khứ đúng không nhỉ? Vâng, và hãy cùng xem nào, một tình huống mất hot họ tràn rất nhanh lên khu vực Ram. Tuy nhiên thì không có ai của team Heretic ở đây cả. Nên là cũng không thể nào cản lại được một tình huống tràn lên. Họ chiếm Ram rất dễ dàng mà thôi. Và sẽ là một tình huống setup vào khu vực bom sai A với hai quả smoke và một quả lửa trong tay của Zappi. Nhưng đang phải đợi quả smoke ngách tàn đã. Bắt buộc là phải như vậy rồi. Yoshima của Maka sẽ là những người cố gắng cày Axe. Có thêm smoke nhồi ra đến từ team Heretic để họ chiếm ngược lại Axe. Và Not thì bây giờ cái hướng di chuyển của họ sẽ lại phải chậm đi thôi. Vâng, đây rồi, Kyo bắt được một vị, bắt đi được vị trí của Gate. Đưa về giờ 5v4, tiếp tục Maka đẩy ra. Maka làm một rồi, có làm hai đấy không? Maka vẫn đang bị dí vào. Lucky bắn lỗi nhiều quá và đó là double kill dành cho Kazunbi. 3v3, vâng, headshot rất nhanh đến từ IG. Bây giờ thì Ingeset móc đến nơi, nhưng vị trí đã lộ. Và trên bom xe A thì chỉ có Nivera mà thôi. Nivera bắn tốt với các bạn của IG, đưa về là 2v2 rồi. Not vẫn cố gắng tràn vào Nivera, bắn yếu được Kazunbi rồi. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Not họ đang ba chân bốn cẳng chạy ngược về mid vào B rồi. Heretic biết điều này, nhưng Kazunbi đang là người yếu máu nhất và đang kề ngược lại. Bây giờ thì bom sẽ đặt thành công. XMS sẽ đối đầu như thế nào đây? Các thành viên của bên phía team Heretic họ cần phải check kỹ khúc bit đồ này. Và bây giờ thì Kazunbi vừa đưa tình huống về là 1v2 rồi. Nivera yếu máu 10 HP sẽ phải là những tình huống bắn vào mặt. Chưa kể là Jumpy lại còn một quả lửa nữa cơ. Quả lửa ném Afterplan thì sẽ là cực kỳ khó chịu. Và Nivera lại còn không có kit. Quá khó trong tình huống này khi mà quả lửa được ném ra. 1-0 dành cho bên phía team Not mà thôi. Lucky vừa rồi đã được đồng đội hút đạn cho đến tận sau lưng rồi. Nhưng không hiểu tại sao thì Lucky chỉ việc bắn thôi mà cứ chiếu chiếu bằng bằng, đạn toàn bay xuống đất. 1-0 dành cho bên phía team Not. Và trong round tiếp theo, team Heretic liệu rằng có eco hay không đây? Một round thiếu fog bài luôn đến từ Heretic. Nếu như round thiếu này mà Heretic fog bài chiến thắng thì sẽ là một round thi đấu mà Heretic có lợi thế và khả năng cao là sẽ đưa trận thi đấu lên tỷ số là 3-1 được. Nhưng nếu như mà team Heretic thua thì Not sẽ là team vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-0. Lucky đang có một quả nết, và đây sẽ một quả nết ném thảm mình gì đến từ Lucky đây. Có phải là cái thảm mình ối rồi ơi, như kiểu là cái thằng mình bao cát ở round đầu tiên hay không? Chín giây trôi qua và quả nết mới rời tay của vị trí Lucky. Nhưng đó không phải là một quả nết gây đam to nhất cơ, và đó là những tình huống bắn vào thất đầu đến từ Maka. Maka đẩy ra và bắt điên MSL, nhưng ghét vừa rồi lại spam xuyên smoke và hạ gục đi được Maka thành công. Tình huống đang là 4v4 và Not đang có hai thành viên yếu máu. Vẫn chưa biết được lợi thế sẽ nghiêng về bên nào đâu, khi mà Kyo vẫn còn đang có một quả smoke ở đây và thêm một quả smoke nữa che Ram. Bên phía của Not nó vẫn chưa chiếm được khu vực Ram hoàn toàn. Bom thì đang rơi nữa cơ. Đúng vậy. Quả C4 vẫn đang rơi ở một cái khoảng cách các thành viên Not hơi khó để nhặt lại được. Và team Heretic với những khẩu DE này hoàn toàn vẫn sẽ có cơ hội mà thôi. Bây giờ thì bên phía của team Heretic, đây rồi, smoke bắt đầu tàn. Đây vẫn có một smoke nữa của Nivera. Nhưng Nivera vị trí này không phải là quá đẹp để trả smoke ra. Zappi đã nhặt được quả C4 về. Và nhìn những tình huống cầu máu tiếp theo, Heretic lại tiếp tục cấu được cả IG nữa rồi. Và các thành viên của Nord đang di chuyển ngược với khu vực bom site B rất nhanh. Và ngay lập tức thì team Heretic cũng đang phải chạy về mà thôi. Và đây là một cuộc chạy đua, nhưng các thành viên của Nord lại là bên nhanh hơn rồi. Vậy cùng xem nào, Lucky và Nivera là những người đi móc. Trong khi đó thì Kyo và XMS sẽ là những người di chuyển vào từ City. Vậy thì Gate không, đó là mạng dành cho Lucky đầu tiên. Gate cũng ok rất đẹp và đó double kill dành cho Gate. Vâng, còn lại Kyo cũng là XMS mà thôi. Thì uống là 2v3 và có lẽ sẽ là dấu chấm hết dành cho Team Heretic trong round đấu này. Nhưng họ có bắt thêm ai không? Đây. Lỗi skill rồi và đó là mạng dành cho AG.
Kyo mà thôi. Kyo một Venta hơi khó rồi, và 2-0 dành cho bên Vietim Not. Hai không, tuy nhiên thì họ cũng đã bắt được một lượng súng cũng khá khá của bên phía Not rồi. Đâm ra cái lượng tiền của Not thật sự nó tích được không phải là nhiều. Chỉ kê quá đẹp đến được gate. Mà Lucky có lẽ là còn không phản ứng kịp. Hai công của bây giờ thì team Heretic họ chỉ có cho mình những khẩu lục mà thôi. UFP, CZ và P250 đến từ XMS. Thôi bây giờ, ô vừa rồi ai bắn vào mặt vị trí của MSL vậy? À đó là vị trí Kyo. Wow, quân rất khó chịu đến từ Kyo. Đây rồi, một khẩu USP mà đổi một mạng nó cũng đã là quá thành công rồi. Không thể mong chờ gì hơn đến từ một khẩu USP ở trong tay của Kiyoshima. Một tình huống nhá và chỉ rất là giảm ra và táp quá tốt. Bây giờ thì trên bom xe chỉ còn lại một mình 3K vào thôi. Rất khó để có thể cản lại các thành viên của Not trong lúc này. Có lẽ là bên phía Not sẽ set up bom xe sớm thôi. Từ nãy giờ thì round đấu đầu tiên họ chiếm được ram nhưng họ vẫn không vội vàng set up. Round thứ hai thì cũng không cần set up quá, khi mà bên phía của team Heretic trở lại những khẩu lục. Nhưng lần này thì bắt buộc sẽ phải set up bom xe để có thể di chuyển lên dễ dàng hơn rồi. Vị trí đứng của các thành viên Not là rất đẹp. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là sẽ chả còn cơ hội nào cả dành cho bên team Heretic. Và thôi thì chúng tôi cùng hãy vui bản thân tôi, các bạn làm là viewer đi. Hãy xem phần còn lại của round cuối cùng này. Bây giờ thì hơi khó. Có cơ sở làm được để trở lại làm cutter vị trí rồi. Đúng vậy, Kazumi. Anh ta đổi được một rồi, những tình huống tap vẫn đang là rất khó chịu. Vào bên phía team Heretic không có kit. Họ không có kit và bây giờ thì vẫn đang cố gắng bắt súng đối phương. Họ có vẻ như không quan tâm làm những round đầu thua này, họ chỉ cần bắt súng của đối phương thôi. Lucky đã bị Zampi kết thúc rồi và Maka liên tục đang đẩy ra rất tự tin. Anh ta có đổi thêm ai nữa không? Đẩy hai viên vào mồm là được. Hai viên vào mồm là được rồi. Nhưng đó lại là không thể kết thúc được Kazumi. Rất may là quả C4 vẫn nổ kịp. Và chỉ còn lại một mình Zampi mà thôi. Có thể thấy là... suýt thùi cổ đến từ bên phía team Not. Heretic công nhận tay vẫn rất là to. Đúng rồi, có ai bảo là Heretic tay bé đâu. Tôi nói là chỉ... tôi đã bảo từ những ngày đầu mà tôi được cá team Heretic này, team này không phải là một dạng vừa đâu. Họ không phải là một team kiểu Movistar Rider. Lại nhắc đến Movistar Rider, lại thấy ghét. Lại thấy ghét à? Movistar thực ra thì bắn cũng là hơi tay to một tí. Chỉ là kiểu họ hơi thiếu bài thôi. Tôi nghĩ là như thế, họ hơi thiếu bài kiểu như là thi đấu với những cái team ở đẳng cấp cao hơn thì họ có lẽ cũng có một chút rén. Nhưng mà ở bên phía team Heretic thì cũng sẽ là một đội hình khá là đầy đủ. Có người già, có người trẻ, kinh nghiệm có, tay có. Và đôi khi hơi là... thiếu thôi. Đôi khi chỉ là cả những cái tình huống gọi là tạo đột biến nữa. Bây giờ thì vị trí của bên phía team Not Capgemini, họ lại về đoàn về khu vực bombsite. À rồi, nhưng Kyoshima lại vừa nhấp nhá, đổi được 1.5 rồi. Nếu như đó là khẩu AK thì tôi tin là vị trí của Kyo sẽ làm hài. Lửa và nết được trả ra rồi. Quả lửa để tránh cho những tình huống mà team Not set up bài ngày. Nhưng Lucky đang chỉ là một khẩu M4S mà tôi có thêm hai người đội nữa về rồi. Quả flash sẽ là quả flash check ngách đẹp đây. Nào, bây giờ thì Tham Minh ném flash như thế nào đến Maka? Những người Pháp thường ném flash là rất tốt. Vâng, nhưng tuy nhiên thì không có ai của bên phía Not ở ngách cả. Sẽ là clear lại khu vực ngách này. Còn thêm lửa nhồi ra nữa. Cái khả năng set up bom xe của Not sẽ phải lùi lại thêm. Có cả smoke, có cả flash ra, một quả smoke trả. Và khoảng tham mình 30 giây như thế này thì gần như là nó sẽ vào bom sai chỉ trong khoảng 20 đến 10 giây mà thôi. Bắt đầu ném đồ vào trong khu vực bom sai A rồi, bây giờ thì tràn vào kiểu gì đây? Maka được bóc xe rất đẹp cho anh ta, flash rất trắng. Bắt buộc phải lùi về, Lucky nằm xuống với Maka chỉ kịp đổi một MSL, kết thúc được cái XMS thành công. Và bây giờ thì Nivera sẽ phải về thôi. Tình huống là 1v3 là quá khó cho Nivera có thể làm được. Nhưng mà Chí nghĩ sao về cái tình huống mà trước đó, trước khi mà những người ở Ram tràn lên ấy, thì ở khu vực ngách vẫn còn một quả smoke mà. Tại sao khi mà có một quả lửa cháy vào sau đuôi người ở khu vực ngách rồi thì không đi vào luôn cái ngách nhở? Đứng giữ nguyên một đường đi để cho bị chiều Maka và Lucky chỉ bắn nốt bên phía bên trái còn lại rồi. Vâng, thì bây giờ biết trách làm sao được. Bên phía Not có thể nói là họ cũng tràn lên khá là nhanh. Và cái quyết định cơ skill của bên phía
Team Heretic thì đã không thành công với cái việc là Lucky nằm xuống quá sớm. Lucky anh ta chủ động đẩy ra trước để lấy lợi thế đó, được bắn trước đó, nhưng lại không thể kết thúc đi được đối phương thành công. Nếu tôi không nhầm thì đó là MSL, khi mà MSL còn cho mình 7 HP. Bây giờ thì chúng tôi đã nhìn thấy tỷ lệ 3 tháng gần đây nhất của cả hai team chơi cái map thi đấu này. 12 map thi đấu đã chơi đến từ Not và tỷ lệ giành chiến thắng của họ là 6-7%. Nhưng mà bên phía team Heretic thì sao? Họ thi đấu ít hơn, mới chỉ 7 map thôi, nhưng họ cũng đã có tỷ lệ win rate là 85%. Có vẻ như trận thi đấu này người có phần trăm thắng cao hơn. Liệu giành chiến thắng hay không đây? Ồ, tôi nghĩ là không đâu. Khi mà Heretic gặp một team quá mạnh ở map thi đấu Vertigo này thì họ cũng đã để thua. Và trở lại với trận thi đấu thôi, vừa rồi đã là những tình huống đổi mạng của Brand rồi. Nivera có một tiếng flick shot quá nhanh, bắt điểm kết thành công. Nhưng đây là một khe one way và bây giờ kết ở khúc đó là vị trí MSL đã bị hạ gục rồi. Jumpy thổi xong đây rồi, cơ hội để các team Heretic họ comeback đây rồi. Moral thắng khi mà họ bắt được đến 4 người, thậm chí là cả 5 người của viên Not. Họ không mất quá nhiều súng và lượng tiền của Not cũng đã không phải là nhiều, nhưng ở đây Kazumi đổi một vị trí mà Nivera đã hơi hờ hênh một chút. Tuy nhiên thì một mình Kazumi thì gần như là sẽ không thể nào clutch được 1v4 đâu. 1v3. Round thi đấu chiến thắng đang đến rất gần với Heretic rồi. Bây giờ thì Kazumi đã lộ vị trí, vẫn còn sợ người của Sandbag. Nhưng mà ở ARAM kia kìa Kazumi ơi. Thôi xong rồi, XMS đã có op mà bây giờ thì Kazumi đã bị hạ cũng phải Lucky. Những trận thi đấu gần đây nhất của team Heretic ở map thi đấu này, họ chỉ thua duy nhất một mình Nip mà thôi. Nhưng ai cũng biết, ai theo dõi vòng loại EU cũng biết Nip là một team gần như đang là chúa tể ở map The Vertigo này. Và trận thắng mà bên phía team Heretic có tỷ số đậm nhất ở map thi đấu này đó chính là trước team Simon Gaming, một team cũng góp mặt ở vòng loại Raturio nhưng ở khu CS thôi. Simon thì ngày hôm qua họ cũng đã giành chiến thắng. Và chỉ hãy nhớ rằng Simon có thắng Na'Vi 2-0. Đúng vậy. Nói chung là Simon cũng là một team mà thi đấu vòng loại khu CS khá là tốt. Họ có được những cái chiến thắng quan trọng và chứng tỏ được bản thân mình, cũng là một team bắn tay rất là to. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, bên Vietnot đang tràn ra mid đồ, nhưng có kiếm được cái gì hay không đây. XMS đã bị lùa về rồi. Cái khu vực mid này thật sự đang rất ít những cái vị trí đứng cho bên phía City side. Và T-side hoàn toàn có thể chiếm một cách cực kỳ là dễ dàng. Smoke che đi City rồi, nhưng Kiyoshima đang đẩy ở Ram và Kiyoshima đây rồi, bắt điệp AZ và biết là không phải đánh vào Montea. Lucky bắt được quả bom rơi ở City Bay rồi. MSL đổi một, nhưng XMS đã hạ gục điệp MSL rất nhanh và chỉ còn một mình anh chàng cốt người Đan Mạch mà thôi. À không, đây là người Thụy Điển thì đúng hơn. Một người Thụy Điển giữa bốn anh em Đan Mạch. Và không có cơ hội nào dành cho Zampi nữa cả. 2-4 thuộc về phía team Heretic. Vẫn chưa biết được là mèo nào cắn mỉu nào đâu nha. Khoảng cách giờ được rút ngắn xuống còn 2 round. Và đây sẽ là một round thắng dễ dàng dành cho team Heretic mà thôi. Not với những khẩu lục, không đánh giá quá cao những khẩu lục của bên phía T-side trong cái map thi đấu này, khi mà rất cần những cái lượng lựu lớn để có thể chiếm được những khu vực như là Ram, setup bomb Saya hay là khu vực middle. Bây giờ nhá, Not mà chiến thắng round thi đấu này chí thích ăn tôi gì này, thích ăn gì tôi lại bảo được ngài, nhưng mà thôi tôi không tin là nó thắng đâu. Chí luôn luôn là người lạc quan và tôi tin vào điều đó, cố lên chí. Còn chí nói một câu công bằng đi. Nhưng mà hôm nay tôi lại là người cổ vũ cho Heretic cơ. Tại vì Heretic vẫn đang là team bị dẫn trước, tôi vẫn đang cổ vũ cho Heretic. Lucky cũng là những người bắn tốt rồi, hết rồi, sao mà ăn được đây. Bây giờ nhá, cho chí một cơ hội khác này. Chí nghĩ như thế nào về round thiếu thứ 5 của bên phía team Not, nghĩa là round thiếu chiến thắng thứ 5 nhé. Tức là ai sẽ lên 5 trước đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là
bây giờ là một round cả hai đội cùng bài để key round thì Not phải, tôi nghĩ rằng là Heretic sẽ dẫn trước với tỷ số là 5-4. Tôi nghĩ là như thế đó. Tôi cũng đang có cùng suy nghĩ với các tờ chỉ. Và đây sẽ là một round thi đấu mà bên phía team Heretic họ tiếp tục gây áp lực xuống Aram nhanh mà thôi. Đây là khoảng giống nhau hết nhở. Nhưng đây là một tiếng tràn lên đến từ Not. Họ bắt được Kiyoshima rồi. Trong bom sai vẫn còn Maka. Những can thiệp viên của Not ngay lập tức họ lại chậm lại một chút. Check góc thật sự là kỹ càng. Sau đó thì sẽ là set up vào khu vực bom xe A mà thôi. Bây giờ thì có back thêm đến 3A thì C4 vẫn sẽ được đặt ở trong bom xe A dành cho bên phía Not. Anh cũng xem họ xử lý tiếp như thế nào đây. Bây giờ thì các thành viên của team Heretic họ đang muốn chiếm ngách rồi. Có smoke được ném ra, có lửa nhồi vào, có flash được trả đi. Họ đã biết là ngách hoàn toàn clear, nhưng với quả flash này MSL sẽ đẩy qua quả smoke, nhưng MSL lại là người kê lại rồi. Maka đổi một và Lucky thì sao lại chết chay rồi. Bây giờ thì chỉ còn hai khẩu ốp thôi, nhưng hai khẩu ốp này cũng khá là chắc chắn nha. Maka tiếp tục có cho mình một cái double kill. Bây giờ thì Nivera đây rồi, Maka đã đổi xong của AK sẽ đẹp hơn. Nivera kết thúc được hết, đưa về là 2v2. Maka mong không được, Nivera đang chủ động đẩy lên. Vâng, bên phía của Not họ biết rằng người cuối cùng là A thì ngay lập tức họ chạy về B thôi. Và Nivera không thể nào chạy nhanh được khi mà anh ta sợ rằng đối phương sẽ quay ngược lại. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một tình huống clutch 1v2 đến từ Nivera. Ở trong round trước đó thì Nivera quá yếu máu. Ở trong round thiếu này thì anh chàng này còn đó là 100 HP đấy. Liệu rằng có quyết định cứu đến từ Nivera hay không đây? Bật tâm sẵn rồi, nhưng các vị trí đứng của bên phía Not đang quá đẹp. Nivera vừa được tình huống là 1v1 chút đề ra trời luôn. Nào, máu ở đâu thì sẽ là máu ở đây. Nivera bắn yếu đi được vị trí AZ rồi. Ồ không, đó là bắn chết luôn cho nó gọi là cẩn thận cờ. Và đó là một tiếng cắt 1-2 đến từ player. Người... tôi quên mất Nivera người bỉ. Gì rồi? Người bỉ. Bỉ à? Người bỉ. À, Eden Hazard, Eden Hazard. Tại sao không nghĩ là em họ của Scream? Maka và Nivera. Hai opper trong vào đấu vừa rồi đó. Thi đấu quá tốt, và nhất là Nivera với cổ op anh ta làm cho mình đến tận triple kill. Bắn có khác gì là anh Dũng bắn đâu. Vừa nãy tôi có mấy trận với ít với anh Dũng. Á chà. Bắn cũng gọi là mãn còn nhãn. Nhưng mỗi tôi anh Dũng lại bảo là tự nhiên bắn xong anh đau đầu quá. Vì toàn bị đối phương bắn vào mặt mà thôi. Đau răng. Hơi đau răng tí. Nhưng mà chỉ có biết ấy. Là ở Bỉ còn có cả Romelu Lukaku nữa. Lukaku hay mà. Lukaku lên tuyển đá hay. Tội là đá ở MU với Chelsea chán thế. Thì chịu chứ biết là sao, người ta gọi đấy là không hợp lối chiến thuật đó. Chúng ta không nên gọi là cố gượng ép những cái gì nó không phù hợp đối với mình. Và bây giờ là một round mà bên phía Not họ lại yếu tiền rồi. Và sẽ là một round mà họ hấp bài mà thôi. Nhưng lượng liệu là rất đầy đủ. Đúng là một team đến từ Đan Mạch có khác. Họ rất ưu tiên về cái lượng liệu của mình để có thể sử dụng. Thì lại là lên chiếm ram và nét tốt đến từ Kyo, nhưng Kyo chết chay rồi. Juppy là người buff flat tốt trong tình huống vừa rồi. Một quả nét vẫn tưởng chừng như đã hay, nhưng Kyo nằm xuống thì là không hay tí nào. Nhưng Maka lại một lần nữa lên tiếng với cái mạng của MSL. Và bây giờ thì là một tình huống mà 4v4 mà thôi. Bên phía tên Heretic vẫn có lợi thế, và thêm nét nhồi ra. IG còn cho mình 3 HP. Maka kéo up lên rất tự tin, nhưng rất tiếc đó lại không có mạng dành cho Maka. Setup vào vụ bom xe A. Lucky đổi 1 rồi, Gate còn cho mình 27 HP. Lại là một quả nét nữa, nhưng lần này thì không chính xác. Và bên phía của nó sẽ cố gắng đặt C4 trong tình huống này. Không phải là Maka kết thúc, vẫn Nivera mọi người bắt được Kazumi với quả nét. Và C4 thì vẫn chưa được đặt. Smoke thì bắt đầu tàn, và câu chuyện dành cho Not nó đang khó khăn hơn rất nhiều với XMS làm đời. Để về round thắng thứ 5 cho team Heretic. Tôi và Chí đều dự đoán đúng này. Tỷ số là 5-4 dành cho bên phía của team Heretic. Một round thi đấu mà Maka đã tỏa sáng quá tốt. Với hai mạng. Một mạng. Cuồng ném đồ ra sau đến 4 thành viên còn lại. Là quá hay. Đúng vậy, họ đã cầu đủ thời gian để cái quả smoke che City đó nó đã tan. Và nó đã khiến cho bên phía Not không thể ra được C4 nữa. Nivera lại là người cương ốp ở Ram. Bên phía team Heretic cứ chơi kiểu hai ốp ở Ram như thế này thì sao mà Not họ đỡ được đây? Chứng tỏ là các thành viên của team Heretic mắt bị cận, nên cần phải có rất nhiều ốp ở đây.
có lửa, có nét rồi vào vị trí của MSL. Và anh chàng này đã nằm xuống rồi. Niveran bắn xuyên tường hạ gục ấy gì. Tại sao cứ bắn như thế này nhỉ? Bắn cứ loại hoàn toàn vào mặt mà thôi, đau đầu quá. Vâng, hai khẩu ốp bắn kẹp chéo như thế này thì khó quá cho Not rồi. Thật sự cứ lên ram hai khẩu ốp bắn kẹp chéo thì cứ chết liên tục như thế này thôi á. Còn lại một mình zombie mà thôi. Bây giờ thì quá khó dành cho anh chàng này rồi. 1v5 nếu như mà zombie clutch được thì tôi xin phép gọi zombie là anh trai. Rất nhiều smoke được nhồi ra, gần như là đóng cửa đi vị trí của Jumpy. Bây giờ thì lại là khó dành cho Not nhà. Bây giờ họ chiếm ram không được. Mà khu vực A-ram này thật sự là khu vực cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu không chiếm được ram, chắc chắn là bên City sẽ biết được rằng bạn đánh B. Mà họ quách phải bom B khoảng tầm 3 người thôi. Thêm một người đi móc nữa thì T-side chỉ có chết. Tại vì bom side B không phải của bom side mà setup dễ dàng được đến từ bên phía T-side như là bom side A. Set up nhưng mà bên phía City vẫn sẽ có rất nhiều những góc đứng đẹp nữa và hoàn toàn có thể hỗ trợ kịp thời từ cả khu vực middle. Cho nên cái khu vực A-ram này chắc chắn là một khu vực mà bên phía T-side phải chiếm và City side cũng sẽ phải chiếm. Đúng rồi, vì đó còn tùy thuộc vào những ý đồ chiến thuật của cả hai bên. Cần phải gây áp lực ở một bom side nào đó để có thể thu hút được những người của bên phía team còn lại. Sẽ là một round thi đấu hấp bài đến từ bên phía team Not. Một round thì được hấp bài, họ đang muốn ra của Middle nhưng Middle đang có sự XMS ở đây. Nào, XMS gọi thêm cả vị trí Lucky nữa rồi. Liệu rằng bộ đôi này có thể có ít nhất là 3 mạng hay không đây? Có đến 4 player của Not ở đây. Nhưng có lẽ là không có 3 mạng rồi khi mà họ đang bắt đầu dần di chuyển về và sẽ lại làm tình huống đánh lên khu vực bom sai A mà thôi. Lần này thì team Headache không cương ở ram nữa, họ đang sợ một tình huống đối phương trả Middle. Nhưng bây giờ thì khi mà team Not họ lùi về thì Heretic có muốn đẩy lên tiếp hay không nào? Vâng, chỉ cần Kyoshima thấy được chớm một cái gì đó thôi. Đây rồi, có thông tin rằng đối phương về A thì ngay lập tức là team Heretic cũng sẽ di chuyển đội hình về rất nhanh chóng. Map yếu này, bên phía City giờ đang di chuyển về hai bom sai rất nhanh. Các thành viên của bên phía team Heretic đã về một đội hình rất chắc chắn rồi. Đó là một đội hình đến 3 người ở trong khu vực bom sai A. Bắt đầu sẽ là những tình huống trong map rồi. Maka có một mạng của Gate rồi. Bây giờ thì các thành viên của team Not đang cố gắng đặt bom để có thể có đủ tiền full buy ra phía sau. Đứng lên cao và đó là tiếng ngã đầu đến từ vị trí MSL rồi. Còn một mình đó là Kazubi. Khó rồi. Khó quá. Và bây giờ thì đó là khó thở dành cho bên phía của team Not. 7-4 dành cho Heretic rồi. Một team mà có Stenin. Mà đặc biệt đó lại là một vị trí huấn luyện viên nữa. Theo những tôi tìm hiểu thì anh chàng Jumpy này không phải là một player có kỹ năng chơi game quá tốt như kiểu là Janko của Fake Clan hoặc là Ferry của Furia đâu. Hai thành viên tôi vừa kể tên của các team có tiếng tăm và đã từng rất nhiều lần tỏa sáng ở trong những lần mà họ stand in cho tổ chức của mình rồi. Nhưng bây giờ thì MSL vừa lên tiếng với Dom thì có bắn ốp rất dính. Đây rồi, cần có một cậu ốp nữa để đối trọng với các thành viên của team Heretic. Nhưng Heretic họ đã mất đi Kyo, nhưng còn Maka ở đây. Player bắn nhau chính và Lucky cũng đang chuẩn bị có một tình huống để hỗ trợ cho Maka rồi. Bây giờ thì Maka và Lucky mỗi người chia nhau cho mình một mạng. Maka tiếp tục là một tình huống né ốp, phải gọi là rất dẻo. Vâng, lăng ba vi bộ như một pha né mà còn là MSL bắn trước. Đó, double kill thì Maka, MSL cũng double kill. Nhưng ngay đó thì Lucky đổi mạng. Bây giờ tình huống về là 1v3 và một lần nữa thì Not họ lại thất bại ở khu vực A-ram rồi. Bây giờ thì Zampi chạy chắc chắn là sẽ lộ tiếng mà thôi. Bên phía team Heretic họ sẽ biết được điều này. Chủ động lộ rất nhiều tiếng đến từ vị Zampi. Nhưng đây sẽ làm tình đánh lên A, nhưng mà trong bom A vẫn có đến hai người của Zampi ơi. Cho lừa này chúng tôi vẫn là trẻ con đâu. Ít ra Lucky còn được đi bắn bây giờ rồi. Đúng, bình thường thì người ta về B chả ai chạy lộ tiếng như thế cả đúng không? Tức là người ta sẽ phải quát rất cẩn thận khi mà thời gian còn nhiều. Trừ phi là tôi thì may ra tôi mới chạy như thế. Chí hay vội tôi biết điều đó. Không, tại vì tôi tự tin là ông nào đứng ở trước mặt tôi cũng bắn chết thôi. Bắn chết hết. Bây giờ thì tỷ số là 8-4. Có vẻ thì hơi giống với lượt first half. Đúng.
tôi cũng đang định nói về trí ở đó. Nhưng Heretic dẫn lên 8 trước xong rồi nhớ đâu Not lại lên 7 ư. Nhưng tôi nghĩ với những màn trình diễn như thế này thì tỷ số sẽ là 11-4 dành cho bên phía team Heretic. Và tỷ số được kết thúc ở mã phiếu này là 16-6. Ua, thật sự. Đúng. Và đây là sự so sánh giữa Maka và Nivera. Hai player đang bắn rất tốt của bên phía team Heretic. Đó là một điểm sáng của Heretic ở trong cái vòng thi giải, trong cái giải đấu SG1 Road to Rio lần này. Lại tiếp tục hát bài. Không, đây không phải gọi là một round thiếu hát bài được, mà đây là một round thiếu echo với những cầu lục để đến với bên phía team Not. Một flash được búp ra đến từ Jumpy. Nó sẽ tràn hết lên khu vực bom site B mà thôi. Nhưng bây giờ thì XMS đang được vào một vị trí rất đẹp để cải thiện bảng Karia. Vị trí này thường xuyên sẽ bị check vào bởi lửa, nhưng bên phía Not lại không có quả lửa nào cả. Và đây rồi, thấy được cái gì đó rồi. Ông ngắm nó phải xịn hơn nhìn mắt thường chứ lại. Nhưng rất tiếc ở viên sau thì là bắn trượt, nhưng không sao. Biết rằng có OB thì Not chắc chắn sẽ không dám tràn lên đâu, khi bọn không có nhiều thử đồ để có thể trả ra. Hiroshima cũng đã bắt được game SL rồi. Và câu chuyện nó gần như là sẽ kết thúc cho Not trong round đấu này mà thôi. Jumpy đổi được một. Nivera bị hạ gục bởi Jumpy kìa. Nghe thôi thấy sai sai. Nhưng XMS hạ gục đi vị trí ghét và round thứ 9 dành cho Heretic rồi. Có vẻ như Not họ bắn được tí sai như thế này thì Mất hết rồi. Sang dẫn City làm sao đây. Dẫn trước 4-0 và để thua một mạch 9 round thi đấu rồi. Có lẽ chỉ có một mình Not làm được mà thôi. Nỗ lực cuối cùng đến từ Jumpy, tuy nhiên anh cũng đã phải sấp mặt. Jump là gì? Jump là nhảy. Nhảy. Đấy, nhảy sấp mặt. Ba mạng sau 13 round thi đấu đến từ Jumpy. Trung bình mỗi round ông này gây ra được một tí đàm. 3, 5, 7, 9. Toàn những số lẻ đến từ bên phía team Not này. Được đấy nhở. Ông mạng cái gì toàn số lẻ. Thực ra thì vị trí của Jumpy thì anh ta cũng chủ yếu là đứng đằng sau để support cho những người đồng đội mà thôi. Thì đáng tiếc là đồng đội thì không bắn nhau được. Ở đây thì Maka vừa đổi một mạng của Gate, nhưng trước đó thì MSL kết thúc được cái vị trí của Nivera rồi. Vẫn chưa biết được là bên nào sẽ chiếm được Ram đây. MSL có đổi thêm được ai không? Thấy được một người nhưng rất đáng tiếc là đó là một tình huống lucky không hề tham lam. Đây là một pha bắn tốt đến từ Maka và double kill. Nhưng ngay lập tức thì Zampi cũng headshot được XMS và vẫn là 3v3. Bên phía của Not đang di chuyển nhanh về khu vực bom site B và họ gần như là đã chiếm được, khi mà nhưng mà lucky thì đã lùi về được rồi. Lucky với cổ họp cần đổi một đến từ vị trí lucky. Và bây giờ thì trời ơi, lucky bắn trượt rồi, trốn trong quả smoke ư. Nhưng Kazumi cũng rất tỉnh táo và tình huống đưa về là 3v2 dành cho bên phía team Not rồi. Nào, Kiyoshima và vị trí Maka sẽ cứu bom như thế nào đây? Có kit trên người, có cả smoke nữa, nhưng chỉ là hơi yếu phân số thôi. Jumpy bắn yếu được vị trí Kyo. 2v2 cơ hội vẫn còn dành cho bên phía team Not. Rồi thì IG đổi một rồi, Maka đã lộ vị trí. Maka đưa về là 1v1. Nhưng rất đáng tiếc là không thể nào kết thúc được Kazumi. Và đó lại là round tháng thứ 5 thì cho Not. Tuy nhiên thì round đầu sau Heretic vẫn có đủ tiền để full buy. Và Not thì cũng thế. Round cuối cùng rồi, 9-6 hay 10 năm đây chị ơi? 10 năm. Có cơ sở khi mà Maka và Nira vẫn đang bắn rất kinh. Nhất là Maka, 18 frag đến từ Maka rồi. Hai khẩu op này thật sự nó đang làm khó cho bên phía Not rất nhiều. Khi mà MSL không phải là một opper có thể nói là có thể chủ động để bắn được ở bên phía T-side với những opper của đối phương. Nếu mà như kiểu tầm Simple hay Zai U thì nghe còn được, hoặc Skill cũng được. Nhưng mà đây là MSL. MSL thì là hơi khó. Tắt hết đến từ Heretic để có thể muốn spam. Nhưng Maka vừa rồi spam xuyên smoke hạ gục việc AZ. Và vừa rồi thì rõ ràng AZ là người chủ động spam trước. Nhưng Maka với một khẩu ốc mỗi viên là 200 đam thì làm sao mới để cứu được AZ ơi. Maka vẫn đang rất lầy lội ở cái hút ram này. Nhưng đây là một góc tuyết đó Maka ơi. Và Maka xùi về được thành công rồi. Thành pháp của anh này cứ gọi là phi phạm mà thôi. Thi đấu rất tự tin đến từ Maka và bây giờ thì có đúng không? Không, đó là một cái khe dành cho Maka rất là không chính xác. Cái ta bắn yếu được Kazumi rồi, những pha flick của Maka đã cực kỳ là chuẩn xác.
XMS đã lấy được bom sạc đêm, bây giờ cầm ra. Không thể transfer làm hai đến từ vị trí XMS. Vâng, nhưng ít nhất là cũng đã có thông tin là một và yếu một rồi. Bây giờ thì lại là đến lượt Nivera thể hiện bản thân mình với tổ hôm nay. Double kill dành cho Nivera và đó là dấu chấm hết dành cho mình phía Not mà thôi. Gate bây giờ thì đang bị kẹt, không biết là đi đâu về đâu nữa đây. Gate đã bị chiến thuật bởi Nivera và tỷ số là 10 năm dành cho bên Viet Team Heretic. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái lượt second half trận đấu team Heretic và Not thôi. Cái pistol này sẽ là tiền đề để team Heretic có thể kết thúc cái map thi đấu này. 16 năm dành cho team Heretic ơ. Tôi đang nghĩ về một cái tỷ số như thế đó. Tôi đã bảo toàn tỷ số là 16-6. MSL vừa đổi một trước khi họ quên Nivera rồi. Heretic họ đang có rất nhiều bom trên người và họ sẽ ném bài vào khu bom xe A mà thôi.
Bây giờ sẽ là setup A, tuy nhiên thì đang có Kazumbi đứng ở cái khu vực bao cát này. Vị trí đang rất đẹp nhưng Maka đang kê lại. Kazumbi có sai ra mình hay không nào? Vâng, Kazumbi vẫn đang chờ đợi rất kiên nhẫn và bắt đầu đẩy vào từ Maka. Nhưng Kazumbi có một mạng rồi. Bây giờ thì sao đây? Không có double kill dành cho Kazumbi. Những Zappi và kết thúc được Nivera với quả nếp và tình huống được đưa về là 2-3. Bây giờ thì Kiyoshima muốn làm gì thì phải làm nhanh hơn. Khi mà đây là bên viết thì Medic đã thất thế rồi. Họ sẽ đổi về đi cùng nhau ừ. Nhưng có nhặt lại được một quả nết đến từ Kyo và quả nết này người ở trên thục. Ô không đau kìa. À đó là quả nết lỗi đến từ vị trí Kyo. Một quả nết nổ hơi lệch một tí và đã có tường che chắn cho rồi. Bây giờ thì vẫn sẽ là cố gắng đặt C4 thôi, nhưng vị trí của Lucky cover liệu có đủ hay không đây. Úi thôi xong rồi, Lucky chết rồi còn đâu. Chỉ còn một mình Kyo. 1-3. Tôi đang nghĩ rằng sẽ là round thi đấu thứ 6 dành cho bên View Team Not. Map thi đấu này vẫn nghiêng về bên phía CTU. Chưa thể biết được. Nhưng Kiyoshima thì đã lộ bom ở bom side A rồi. Bây giờ thì Kyo thì ông bắn sẽ phải là thật sự tốt nhưng không được. Lại là Gate. Gate vừa rồi chủ động pre-fire ngay. Round thứ 6 dành cho bên View Team Not. Đây rồi. Round thắng thứ 6 của Not và Team Heretic sẽ thắng thông một mạch 6 round. Nhưng phải từ từ đã, xem round thứ này mua hay không. Thắng với Glock luôn. Thắng với Glock luôn. Niềm tin của tôi và Heretic đang là rất lớn. Thắng nào các anh ơi. Những khẩu Glock sẽ bắn tầm 3 viên vào mặt thì một người mới có thể hy sinh được. Nào bây giờ sẽ là một tình huống cùng nhau tràn ra của Vito, bắt đầu tràn ra rồi. Gappy sẽ là cái tên đầu tiên nữa. Ô, Echo Slayer. Không được rồi, không được rồi. Round thứ 7 sẽ ra Not. Nhưng ở round đầu sau bên phía Heretic họ full buy lượng lựu rất đầy đủ. Có khi nào là dự đoán chỉ mang tính chất gần đúng nên tôi dự đoán lệch một round. Đấy, 16-7 vẫn được, vẫn là chính xác. Thế là được rồi, lệch có một round là được rồi. Sẽ là một tình huống gây áp lực ở Ram sớm đến từ bên phía Team Not. Còn AG đây là quả nết để cho những ai mà ném bài để vào đầu rất đau. Chỉ là quả nết đó để ai đang rush lên khu vực Ram sẽ ăn nết. Thì ném bài đứng đấy mà ném bài thì mất hết. Ở đây thì Kazumbi và IG mỗi người có được một mạng rồi. Đấy, bên phía Team Heretic không thể chiếm được Ram. Hơi khó chịu khi mà Not họ đang có rất đầy đủ lượng liệu. Và bây giờ không chiếm được Ram để đánh A thì bắt buộc Team Heretic sẽ phải đánh B. Và ngay lập tức thì Not cũng đang cử thêm người về B. Và bây giờ thì có vào được B không đây? Hết thả mình tốt và bắt được một mạng của Maka. Mất đi player bắn nhau chính rồi. Chỉ còn lại một mình với chiếc quyền Nivera mà thôi. Kyo không thể hỗ trợ được gì cho Nivera cả. Kyo đổi được một mạng mang tính chất an ủi. Nhưng anh ta cũng sẽ hơi khó để có thể xử lý tiếp. Zampi đã di chuyển rất khéo léo để vào được trong bom sai. 1-3. Bây giờ thì Kiyoshima đang muốn tìm người để pick. Nhưng Kiyoshima đã đổi vị trí rồi và đó là mình bắn tốt hơn đến từ vị trí của Zumpi. 8 dành cho bên phía Team Not rồi. Trận thiếu này sẽ kéo dài. Tôi nghĩ là như vậy. Khi mà ở bên phía T-side, Team Heretic bắn không phải là quá tốt. Họ map thi đấu này thì họ rất mạnh bên phía City. Lại là một round mà chỉ có lục đến từ các thành viên của Team Heretic. Ít nhất là họ có điểm xuyết thêm được một vài quả smoke. Bây giờ bên phía Heretic lại đang muốn tràn mid ư, một bài để mid 2B ư. Có vẻ như là từ ngày tạo ra connector thì rất ít khi được sử dụng bằng Zappi thì phải. Nhưng ở đây IG làm đôi với khẩu M4 rồi, thêm cả Zappi nữa và đó không phải là double kill dành cho vị trí của Zappi mà là triple dành cho IG cơ. XMS vẫn đang cố gắng làm điều gì đó nhưng đây sẽ là một tình huống cố gắng trong vô vọng mà thôi. Round thứ 9 đã thuộc về bên phía Team Not rồi. Không thể nào khác được. Thật sự thì Team Heretic đang hơi khó nha. Not cũng đang thể hiện tốt ở bên phía City side. Và Heretic thì họ ở T side cũng không thể chơi được hai op nữa.
không chơi được hai ốp đấy từ Maka và Nivera. Và thật sự những cái vị trí đứng của họ cũng không phải là đẹp như là lúc còn bán ở bên City. Bây giờ thì họ sẽ phải chơi chủ động hơn rất nhiều. Bây giờ thì sao đây, Phi lên ra mua thư, Nivera không có mạng trong tình huống này. Một tình huống mà IG dính flash nhưng vẫn bắn được mạng. Bây giờ Lucky lại đi theo người đồng đội của mình. Double kill dành cho IG. Tôi xong rồi, team Heretic đánh chậm không được đánh nhanh, không xong. Liên tục với những tình huống bắn nhau tốt đến từ Not, Maka đổi một. Nhưng tình huống vẫn đang là 4-2 này. Và bên phía của Not bây giờ thì sẽ là lợi thế quá lớn dành cho họ mà thôi. Khó quá dành cho bên phía team Heretic rồi. Người là chưa đủ, XMS đã lộ vị trí rồi. Tỷ lệ chiến thắng bên phía City của Not ở map thiếu này đang là 68%. Mặc dù ngày hôm nay không có vị trí Jumpy, nhưng tôi nghĩ rằng là team Heretic bằng một cách nào đó họ vẫn sẽ chiến thắng mà thôi. Rất chủ động đến từ bên phía team Not. Họ đang cực kỳ chủ động trong những tình huống đẩy. Và bây giờ thì có lẽ là bên phía team Not đã biết là đối phương đang ở trong bom xe A rồi. Em một tình huống bắn không thể nào kết thúc được Kazumbi, rất đáng tiếc. Nếu pha đó mà bắt được Kazumbi thì có lẽ là câu chuyện cũng sẽ mở ra một chút cho bên phía team Heretic, nhưng không, không được rồi. Lại là một round nữa mà họ sẽ phải half buy mà thôi. 10 đều dành cho Not, họ rút ngắn cái khoảng cách 5 round rất nhanh. 10 đều rồi. Round thiếu tiếp theo, các thành viên team Heretic vẫn full buy được, nhưng đây sẽ là một round thiếu full buy yếu bom. Ồ không, xin lỗi quý vị các bạn, tôi nhìn nhầm. Đây là một round thiếu half buy đến từ bên phía team Heretic. Maka đang chỉ lên những trái bom để hỗ trợ những người Roman mà thôi. Và Maka ra được full buy sau vẫn sẽ là người bán ốp đến từ bên phía team Heretic. Lần này thì AZ muốn phất pick ở Ram nhưng không thành công rồi. XMS đã vừa đi qua cây zombie kìa. Nhưng cây zombie có vẻ như cũng đang không biết điều này. XMS đang bò ra sau lưng các thành viên của Not. Not không hề biết điều này. Và đây sẽ là free kill dành cho XMS mà thôi. Một mạng rồi. Double kill dành cho XMS. Một pha bỏ quá tốt nhưng có Kazumi đấy. Kazumi cũng chỉ đổi 2. Vâng, tình huống đưa về là 3-2. Và chào bạn nhé. Vâng, cả hai bên chúng mình cùng về nào. Bây giờ thì bom xe A đã bị bên phía team Heretic chiếm được với một pha bò của XMS rồi. Not họ sẽ retake kiểu gì đây khi mà team Heretic cũng đã bắt đầu nhặt được những khẩu súng to. Bây giờ thì cơ hội vẫn là có bên phía team Heretic, nhưng hơi nhiều bom quá nên Heretic chưa thể dám đặt được bom ngay. Vẫn còn quả smoke trên người của Kyoshima và họ sẽ tận dụng lại quả smoke này mà thôi để lấy thêm phạm vi để có thể đặt được quả bom, lấy tiền cho round thiếu tiếp theo. Hai quả smoke là rất ký, nhưng đây là một tiếng sách nết đến từ bên phía của Not và Kyoshima. Đây rồi, một tiếng phách rất khéo léo đến từ Kyoshima và phí hoàn toàn hai quả nết này rồi. Bây giờ thì góc kề của Kyoshima cũng đang là đẹp, nhưng anh ta đang bị lộ chân. Anh ta bị lộ chân nhưng lại là bắn tốt cơ. Zappi là người phải nằm xuống. Kyoshima cũng đã phải chết trong tay của Gate. Nhưng tình huống là 1-2 và rất khó để cho Gate có thể retake được. Nào, bây giờ sẽ là một tiếng 1-2. Có lửa trên bao cát. Nhưng Gate vừa đưa tình huống là 1-1 rồi. Quả bom đặt đẹp bề ngoài dành cho bên phía của team Heretic. Gỡ phách một nhịp. Và bây giờ team KMS không được rồi. Có kit trên người của Not và đó sẽ là round thứ 11 dành cho Not. Rất cố gắng. Một round mà bên phía team Heretic suýt chút nữa có thể làm được ở một round mà họ hấp bài. Nhưng chỉ là suýt mà thôi, và cái lượng tiền của Not họ tích được từ nãy giờ là rất nhiều. Tôi đã thấy có những player có được cho mình hơn 10.000 tiền rồi. Pha này hơi đáng tiếc là không ai hỗ trợ được cho Kyoshima. Làm gì còn ai còn bom đâu. Vậy góc có những cái góc bắn của bên phía team Heretic thì họ lại hơi bị rời rạc với nhau một chút ở trong tình huống giữ C4 cuối cùng. Zampi và MSL cặp đôi chậm tiền. Người có 9 frag và một người có 10 frag chỉ sau 22 round. Nhưng bên phía bên team Heretic thì cũng có XMS và Kyoshima cũng chậm tiến không kém khi cả hai đều đang có cho mình được 11 frag. Đó là lý do mà tỷ số hai bên cũng đang cân bằng với nhau như thế này. Và làm tiếp full buy đầy đủ
đến từ bên phía team Heretic rồi. Maka sẽ bắn off như thế nào bên phía T đây? Sẽ là một tình huống phân pick đến từ vị trí Maka. Đây giờ cây Jun Bai đang xảy ra rồi và cây Jun Bai hạ gục một cú né thành công. Những tình huống chủ động pick người đang là rất hợp lý ở map giữa đầu Vertigo này đến từ bên phía City Side. Bây giờ Kyo đổi được một mạng của Jumpy ở mid rồi. Mất người ở mid thì bên phía Not chắc chắn sẽ phải cử thêm người về kê lại và cái cơ hội ở Ram nó lại đang được mở ra. Bây giờ sẽ lên Ram dễ dàng hơn mà thôi. Nhưng MSL đã kéo ốp ra, bắn trượt đến từ MSL. Đấy rồi, Not họ đang thiếu người. 3v4 và thậm chí Kazumi và IG cũng không phải là khỏe khoắn hoàn toàn. Nhưng Kazumi đang muốn đẩy lên cương, một tình huống đẩy cho Tha Minh rất bất ngờ. Và Lucky liệu có phải nằm xuống không đây? Lucky không, đó là một tình huống headshot tốt đến từ Lucky. Anh ta chủ động quay mặt đi và né flash. Và bây giờ thì là 4v2 và bom xe rất nhanh đến từ team Heretic. Có IG ở đây, IG chưa lộ, bây giờ thì IG lộ rồi. IG, anh ta kết thúc đi là Lucky và đưa về là 3v2. C4 vẫn chưa được đặt dành cho Heretic đâu. Heretic đang làm cái gì thế này? Họ đang hơi chậm trong những tiếng đặt bom và bây giờ thì người cầm bom vừa bị lộ rồi. IG, sờ mốc đang dần tan đi và IG không kết thúc điểm Nivera. Đó là XMS thì may ra, chứ Nivera thì là hơi khó, 11 đều rồi. Một ra mà bên phía Heretic đã có được những tình huống bắn nhau tốt. Ngay lập tức ở đây về được ra thẳng thứ 11 mà thôi. Lại là một pha bắn rất nhanh đến từ Maka. Đấy, tại sao lúc nãy Kyo đặt C4 xong không lùi về góc này, lại vào một cái góc mà nó bị hở chân như thế? Một trường tactical time out. Thôi thì bây giờ cũng phải nói lại là đen thôi chứ biết làm sao. Nó đã dùng hết 4 quyền tham gia tactical rồi. Bây giờ thì có lẽ là nó đang cảm thấy tiếng thở của Heretic ở đằng sau gáy. Bây giờ không, bây giờ đang kiểu chạy song hành rồi, 11 đều mà. Hai bên là đang chạy ngang với nhau. Đấy, xong rồi quay sang kiểu gầm ghè nhau phải không? Lườm mít các kiểu. Chỉ có xem phim phát này Furious không? Ờ. Mỗi khi mà xe là phải đấy, đua bằng nhau phải rầm rầm rầm. Đấy, là phải hai ông phải đi ngang ngang nhau bấm còi ấy, pim pim cái. À bây giờ có tình huống pim pim nào đến từ Not hay không đây? Họ đang chủ động boot người nhưng góc này boot thì có thể là thấy hơi ít thứ thì phải. Một quả smoke che khu vực giàn giáo thôi thì XMS sẽ di chuyển lên rất an toàn. Nhưng bây giờ Maka đang lộ rất nhiều tiếng. Kazumi vẫn chưa tìm được cái gì hết. Đây rồi, chủ động đứng lên và Maka. Wow, một tình huống bắn mà anh ta đã chủ động check vào và đó là double kill cho Maka. Bây giờ thì còn lại IG không chạy kịp rồi. Maka đã quá tự tin với khẩu ốp trên tay. Bây giờ thì là XMS. Kiyoshima headshot MSL quá nhanh và còn lại một mình Gate mà thôi. Gate là player bắn ở khu bom xe B. Heretic biết điều này và bây giờ thì Gate sẽ đi xếp súng mà thôi. Lượng tiền trên người của Not không còn là nhiều nữa rồi. Vâng, Gate chủ động mở cửa nhà vệ sinh ra để fake. Nhưng nếu như trong cái nhà vệ sinh đó có người thì cửa sẽ là màu đỏ cơ mà. Gate sẽ an phận ở khu vực T-side mà thôi. Round thứ 12 dành cho Heretic. Mà cá bắn thế thì chắc chắn là thắng rồi chứ còn gì nữa. Chờ mãi những tình huống Maka làm NG như vậy đúng không? Maka làm như vậy. Không, tôi đang bảo chờ mãi những tình huống NG của Lucky, của Kiyoshima, của XMS ở khu vực Ram. Nhưng mãi chưa thấy đâu thì Maka cũng đã phải tự thân ra tay rồi. Tình huống mà thì rất tốt. Anh ta đoán được rằng đúng vậy, chủ động check. Tại vì cái khu vực này, khu vực Ram này sẽ rất dễ bị boot lên. Cho nên là thường xuyên là phải check vào những góc boot như thế. Nếu như G2 hay Vitality mà có những sự thay đổi Oper thì tôi nghĩ rằng là Maka sẽ có cơ hội đi chứ. Nhưng mà họ đã có Zaihu rồi mà. Nhớ đâu Fed Clan mua Zaihu thì sao? Trời ơi. Vâng. Thế thì tôi bảo Zaihu không giỏi tiếng Anh. Zaihu không muốn bắn trong một team mà không dùng tiếng Pháp. Vâng, và bây giờ thì bên phía của Heretic tiếp tục là đẩy Ram. Nhưng lần này IG kê cương rồi, đối phương đang bỏ dưới. Đó là Kyo. Bây giờ thì XMS bắn thẳng vào mồm của IG và có MSL ở đây. Đây, MSL cứ đọc nhầm XMS rồi nhá. Hay dã man. Toàn mấy ông ba chữ. Bây giờ thì có một người ở ngách đang đẩy ra. Mà đó là vị trí của Kyo Zumbi.
Có ai kê lại ngay không đây? Bắt đầu ném bài vào khu bom dây A một lượt rồi. Kazumi đẩy ra nhưng không thấy ai cả. Có người kê lại, đó là vị trí của anh chàng XMS. Bây giờ thì bắt đầu ném bài vào nhưng không có bom quả flash nào để mù đi MSL. Đây rồi, góc kê của XMS là khá bất ngờ đấy, nhưng không có double kill đâu. Nào Lucky, một phát bo vào một mình. Và anh ta đã phải nằm xuống, tình huống vẫn đang là 3v3 và bị Zappi. Mình tốt rồi, nhưng Maka đổi được mạng của Zappi được, thì cuối về là 1v2. Thấy được người bên kia rồi, flick không chính xác. Và đó lại là round thắng thứ 12 dành cho Not Capgemini. Hơi khó dành cho một pha xử lý vừa rồi đến từ Maka, khi mà anh chàng này phải xoay quá nhiều góc. Và hai mạng vừa rồi của Zappi là rất quan trọng. Nhưng lượng tiền của team Heretic vẫn là có, chủ động mồm góc không phải đặt tâm đến từ Zappi. Khá tỉnh táo. 12 đều, trận thi đấu này đang rất căng. Và đây trong kỳ round dành cho cả hai bên, lượng tiền của cả hai bên là không có nhiều rồi. Jumpy là player hay chơi ở middle, Heretic chắc chắn biết điều này. Tôi nghĩ rằng Heretic nên chủ động gây áp lực ở cả Aram cùng middle nữa. Tránh đọt bắn 3A. Lucky có double kill rồi. Vị trí của MSL yếu màu, nhưng đó là những tình huống ném flash ra để sủi rất nhanh. 5v3 và chúng ta có thể thấy lượng máu của bên phía team Heretic là rất nhiều. XMS timing tốt, hay chính xác là MSL timing sai đây. Zampi bắt buộc phải lùi về thôi. Setup bom xe thì Zampi không có cơ hội nào cả. Anh ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm được một ai đó, nhưng không, không được đâu anh ơi. Sẽ là có smoke che lại, nhưng Zampi muốn bò qua ư? Muốn làm một pha highlight để đời đến từ Zampi ư? Ở đây thì Gate đang cố gắng đẩy ngược khu vực bóng sai B, nhưng Nivera hơi thiếu sự kiên nhẫn rồi. Nhưng không sao, tình huống là 5v1 thì không có cơ hội nào dành cho Gate cả. Có cơ hội dành cho Gate ở trong round đấu sau. Trong giấc mơ, trong giấc mơ. Ra sao? Vẫn còn ra sao? Bây giờ thì bom đặt thành công. Mà lại là Gate à? Gate ra được trước cũng xếp mà. Thì bây giờ lại, thì các bạn là Gate, ông ấy ở B. Đồng đội ở trên bom xe A thủng nhanh quá. Thì giờ chả xếp. Bom xe A lúc nào cũng đi là 3 người thời điểm đầu và có một người ở mid hỗ trợ về sau là 4 rồi. Và một kỳ round thì bên phía team Not đã để thua, họ sẽ eco trong round tiếp theo mà rồi. Nhưng round đấu sau sẽ là một round mà bên phía Not cái lượng tiền của họ không phải là nhiều đâu. Họ cứ thắng một thua một như thế này á. Thế thì hơi khó ở trong những round cuối cùng nha. Trong cái đó chúng ta thấy lượng tiền của team Heretic thì nó khác hoàn toàn. Bây giờ thậm chí là Gate có bị bắt ngoài không đây? Gate. Không sao rồi, người ta vẫn đang ở khá xa với các thành viên của team Heretic. Ba mạng thì Lucky. Spam. Cảm giác thật sự. Spam quá tốt. Bây giờ là một round ở bên phía Not, họ đang phải fork buy. Họ đang phải fork buy rồi. Half buy, chính xác là half buy. Nhưng mà round sau cái lượng tiền cộng vào tôi nghĩ là vẫn sẽ là không đủ. Cho nên là chưa biết được là bên phía Not sẽ như thế nào đây. Bây giờ thì họ đang thấy là khoảng 2 round. Nên round sau cộng vào là bao nhiêu nhỉ? 2k4, vẫn là không đủ. Đang là những tình huống bắn nhau khá là thoải mái mà thôi. Khi mà to hơn thì chắc chắn là 99% chiến thắng ở trong round đấu này rồi. 14-12 dành cho bên phía team Heretic. Họ có thể kết thúc được cái map thi đấu này hay không đây? Giờ Zampi ở bóng sang đây đã bị phát hiện. Tình huống top T2-30 là khá tốt đấy, nhưng không thể nào bắt được thêm ai cả. Round thứ 14 dành cho bên phía team Heretic rồi. 14 và cơ hội đến mát boy là có. Round hướng tiếp theo sẽ là một round thiếu eco đến từ bên phía team Not. Vâng, mà Not chủ động để cho Heretic lên mát boy trước và sẽ cứu bắt bài 5 ma luôn. 5 ma nhưng chỉ là 5 khẩu lục mà thôi. Not quyết định là kéo về một lượt OT, nhưng mà team Heretic gần như là chắc chắn sẽ lên được 15. MS thì của Hodico khá là đơn giản, anh ta cũng đã có cho mình được 18 frag rồi. Bây giờ thì bên phía của Heretic vẫn quyết định là sẽ đánh vào khu vực bom site A.
Nhưng họ vẫn đang rất bình tĩnh. Đúng rồi, người đông thế mạnh cơ mà, lo cái gì. Bây giờ Kazubi đây là góc được bút lên có người nhồi vào. Trời, bút đi đâu nữa đây, bút nữa bút mãi thì lửa vẫn cứ cháy đến mà thôi. Đang có những cái gò mỏ ở đây và Maka hạ gục điểm cả Zumbi rồi. Cái tên tiếp theo ừ, vâng, đuổi với chúng tôi. Đuổi với chúng tôi này, chúng tôi vừa rồi. Và đó là 3 mạng dành cho Maka. Và đó cũng sẽ là 3 mát point dành cho Heretic. Riêng bắn nhau thì Maka có sợ ai đâu. 27 frag rồi. Và gần như là mỗi round thì bên phía nó chấp một người. Bởi vị trí của Maka. Bây giờ thì Heretic họ sẽ có cơ hội để kết thúc cái map thi đấu này. Liệu rằng họ có kết thúc được hay không đây? Họ đang đánh những round kiểu chiến thắng liên tục vào vùng có phía A, nhưng mà Maka đang đảo hướng ra B này. Dòng mid đồ thì đúng hơn, Maka đối đầu với MSL nên có những quả flash được ném ra để support cho Maka. Nếu như Maka mà diop ra tiếp thì tôi nghĩ sẽ là thua đó. Nào, ai sẽ là người tò mò hơn đây? Kỳ lệch nhau chỉ một chút mà thôi, nhưng Maka đây rồi, quả flash tốt được support đến từ team Heretic đã giúp cho Maka có được cho mình góc cây đẹp hơn. MSL muốn repick ư? Đây rồi, trời ơi, tò mò trong làm ăn phải chấp nhận mạo hiểm, nhưng MSL đã biết là không biết đồ clear rồi. Vâng, và rất cảm ơn tình huống donate của Thiện Tâm. Tên tính cách rất giống cái tên của bạn. Thiện Tâm là một tâm hồn tốt. Đấy, tôi cứ đại khái tí đây là tâm hồn tốt. Đấy, rất cảm ơn mì trứng của bạn. Và rất mong là có anh em nào có yêu thương nữa thì hãy donate thêm cho mình bọn mình rau để ăn, đợi hàng ăn cho nó nhanh xuôi. Đấy. Chứ ăn mì, ăn mì với trứng thì nó cũng đã ngon rồi, nhưng có rau nó sẽ càng thêm ngon nữa. Và bây giờ là một tình huống mà team Heretic họ đánh lên khu vực bom xe A. Ở trên bom xe A đang có IG, có ca Zumbi để cản lại rồi, trả thêm smoke ra để khiến cho bên phía team Heretic phải chậm lại một góc đứng khá là đẹp dành cho IG. Đã có được một mạng double kill dành cho IG, không có triple kill rồi. Maka đối với IG rất nhanh, nhưng Kiyoshima cũng đang rất yêu máu. Thì huống được đưa về là 4v2 khi mà MSL đã bắt được Kiyoshima. Double kill dành cho MSL, triple kill dành cho MSL. Round thứ 13 thuộc về Not rồi, những lượng tiền trên người của team Heretic là đủ để full buy cho đến round thiếu thứ 30 cờ. Để lỡ một mát boy rồi. Team Heretic có làm được không đây? Cảm ơn một tình huống donate của bạn Hảo rất nhiều. Cảm ơn bạn. Đây rồi, có rau rồi, có rau rồi. Có rau rồi. Cốc cà phê nữa. Rồi, luôn. Bây giờ lại có thức cốc cà phê nữa thì. Để anh em làm cái công việc hậu trường. Ờ đấy. Bây giờ anh em muốn xuất vinh, nhưng mà Maka nói không sẽ là điều gây áp lực lên bom xe A nhanh đến từ bên phía team Heretic. Ở bom xe A chỉ có mình Kazumi mà thôi, đã bách về đến từ vị trí jumpy rồi. Đây rồi, lợi thế hơn người dành cho team Heretic, và Maka lại một lần nữa phải sách ốp đi pick người ở bom xe A. Có vẻ như team Heretic cứ lúc nào họ muốn thắng thì họ sẽ để Maka đi entry frag với khẩu ốp. Nghe chừng nó còn hợp lý hơn là mấy ông kia. À, bây giờ thì Maka vẫn đang cố gắng di chuyển lên đầu tiên. Những người đồng đội chỉ là đứng đằng sau để support và cover mà thôi. Kyo thì vẫn đang gây thêm những cái áp lực ở khu vực middle. Và bây giờ thì Kiyoshima sẽ flank về khu vực bom xe A. Ừ. Nếu như mà đó mà tìm có móc ngược về A đến từ Kyo thì chắc chắn nó sẽ không đỡ được đâu. Nhưng Kyo lại đang muốn đi đâu đây? Đây rồi, đi muốn về khu vực City rồi. Kyo ơi, ở ngách nhá, ở backside có nhá. Vâng, sẽ không ai thấy được Kyo đâu. Ui đây rồi, đường móc này thì nó còn kinh khủng hơn này. Đường móc này là IG và cả Zampi thì chết, và Maka bắt được Kazumi. Lại là cái tên Maka được hiện lên. Zampi đã lộ rất nhiều tiếng rồi, và bây giờ thì Kyo. Nào Kyo, một mạng rồi, spray transfer. Thôi, gõ gì gì đây thôi, rồi gì đây rồi, đây rồi. Sẽ là 16-13 dành cho team Heretic mà thôi. Tôi không nghĩ là Gate có thể 1v5 được. Và xin chúc mừng team Heretic, nó đã chiến thắng với tỷ số 2-0. 16-13. Và ở nhánh dưới thì team Heretic đã đi tiếp. Oh.
là Team Not đã về nước rồi. Và chúng ta thì cũng đã kết thúc với nhau tại đây. 2-0 nghiêng về bên phía Team Heretic. Và đây cũng là phần bình luận cuối cùng của ngày hôm nay đến từ 500 Bros Studio. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày hôm nay.